không quá tệ. À, cũng được, không quá tệ hả? Ừ, hiện nay còn ngại. Không phải cô của tôi, nhưng thử cũng được. Ảo thật đấy. Cũng phải trưởng thành, cũng không hở ra là gia trưởng. Mà đặc biệt là còn phải biết chơi game cơ. Audition, out 2, out beat. Để về có đôi có cặp chơi game với em chứ. Quay. Kiểu gì? Hello, lại là Việt Qubit đây. Ê, tôi lại đang có mặt tại cái công viên huyền thoại ngày nào đây này. Thì bây giờ sẽ cùng Vi Hoàng đi tìm em trong cái công viên này. Ai là người độc thân thì mình sẽ mời ghép đôi nhá. Let's go. Thật sự là đi hết một vòng công viên rồi thì bây giờ tôi mới thấy có một bạn nữ ngồi một mình như kìa. Bây giờ mình thử ra hỏi nhá. Đi. Hello, xin chào em. Ủa gì vậy? Anh thấy em cũng rất là cá tính ấy mà lại đang ngồi một mình như này, anh có thể phỏng vấn một tí được không? Em chào anh ạ. Em xem viết ở bên anh rồi nhưng mà anh đợi em tí nhá, em đang chơi gọi nốt con game Audition này đã. Wow. Thế là em cũng có chơi game Audition luôn à? Có biết về vũ trụ Audition, có biết đâu hai Audition. Đây anh, em cao thủ luôn ấy. Đôi xem nào, hạng gì rồi? Ui, ai à, kinh thế nhờ. Ok, em chơi nốt con này đi, xong rồi anh sẽ phỏng vấn em một tí được không? Dạ vâng. Ok. Xong rồi, lại win rồi, kinh thật đấy. Finish, gọi là thành công luôn. Em, đợi cho anh hỏi một tí nhá, em tên gì nhỉ? Em tên Trang ạ. Trang sinh năm bao nhiêu? Em 205. Ủa, 205 rồi đấy? Vâng. Em đến từ đâu? Em đến từ Tuyên Quang. Đấy, người ta nói rồi, trà thái gái Tuyên nó là ở đây này. Nhưng mà em có xem chương trình của anh nhiều chưa? Em có xem rồi ạ. Tức là có biết về format ghép đôi của bên anh rồi đúng không? Dạ vâng. Có hay xem không? Có phải fan cứng không? Cũng. À là cũng là fan cứng đấy. Ây da, được quá nhờ, nghe phát thấy tự hào luôn. Cho anh hỏi này, có người yêu chưa? Anh thấy em ngồi đây có ai nữa không? Tức là chưa có ai đúng không? Đúng rồi, thì em phải ngồi đây một mình chứ. Vẫn độc thân đúng không? Vâng. Thì bây giờ nếu như trong tương lai mà yêu một người thì em mong muốn là người đấy sẽ là người như thế nào? Em thì không có gu cụ thể đâu. Bây giờ nếu mà anh tìm cho em được một bạn nếu mà thấy hợp thì ok ạ. Hợp phát là yêu luôn? Vâng. Thật? Vâng, em ế lắm rồi anh ạ. À, thế là vã lắm rồi, 205 mà bảo vã lắm rồi cũng như tôi thì là như thế nào đây? Ok, thế bây giờ nhá, em ngồi đây chờ anh một ý. Sau đó anh sẽ đi tìm một bạn nam cũng ở trong cái khuôn viên này. Xem là có bạn nào độc thân giống em không? Thì mình ghép đôi nhá, ok không? Ok anh ạ. Ok, let's go. Nam đây. Hello, xin chào bạn. Bạn ơi, bạn có thể cho Vi Hoàng phỏng vấn một tí được không? Hơi đẹp trai đấy. Wow. Anh Vi Hoàng. Chính xác, tôi lại nhận ra anh à? Vâng, em thấy anh ở kênh ghép đôi ạ. À, thế em có người yêu chưa? Em chưa. Chưa người yêu thật á? Bây giờ anh đang đi tìm người để ghép đôi đây. Em thích một người như nào? Nói đi, tí nữa anh tìm người ghép đôi cho em luôn. Anh thấy rồi đấy, em đẹp trai như này thì cũng phải có một người tầm cỡ chứ ạ. À, tức là xứng cỡ với em á? Kỳ lạ. Anh à, kinh quá nhờ. Thế thì em yên tâm, anh sẽ tìm cho em một bạn gái cũng không đến nỗi nào đâu. Ok. Ok. Rồi, ghép luôn, mời em ra kia. Ok, sau 3 giây tiếng đếm của Vi Hoàng, xin mời hai bạn quay mặt lại và gặp nhau lần đầu tiên. Xin mời. 3, 2, 1. Đứng gần vào, đứng gần vào. Lần đầu tiên gặp nhau sao đây? Anh thấy hai bạn cũng rất hợp luôn đấy. Tông xịt tông này trắng mê. Ơi, phải sao? Xem đã. Xem đã. Vâng, chưa biết được mà. Từ từ anh ạ. Vâng. Anh thấy là hiện tại là outfit là cũng na ná hợp nhau rồi. Bây giờ quan trọng là cái tính cách về sau này. Thôi được rồi, bạn đưa thấy bạn nào như thế nào nào? Cũng được, không quá tệ. À, cũng được, không quá tệ hả? Và ai cũng bạn nói. Hiện nay còn ngại. Không phải cô của tôi, nhưng thử cũng được. Ảo thật đấy. Cái đôi này làm sao nhỉ? Cấn ngay đoạn đầu nhỉ? Thôi được rồi, chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên nhá. Giới thiệu và làm quen, tìm hiểu đối phương. Xin mời hai bạn, bây giờ mời bạn nam trước nhá. Chào bạn, mình tên là Nhật. Mình 24, gốc Hà Nội. Hiện đang học lập trình viên, tự tin có đủ 4 tế. Voi dân tổ, phóng đổ tim em. Boy dân tổ luôn. Ông này hay đi đua à? Rồi thì ok, bây giờ mời bạn nữ nào. Em tên là Trang. Trẻ thái gái Tuyên. Và gì nữa? Em ở Tuyên Quang nhá. Em đang học và làm việc ở Hà Nội. Ôi ôi. Đấy. Ôi trời ơi. Ok, không khí có vẻ hơi gượng gạo rồi đấy. Tôi thấy cấn rồi, bắt đầu nóng rồi.
Không sao, ngày hôm nay thì Vi Hoàng cũng đã chuẩn bị rất là nhiều những thử thách cho các bạn gần nhau hơn. Thế nên là bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa? Mình sang thử thách thứ hai luôn nhá. Ok. Ok, bây giờ thử thách tiếp theo là thử thách trả lời nhanh. Vi Hoàng sẽ người đặt ra câu hỏi và các bạn sẽ trả lời nhá. Trong vòng 5 giây. Ok, bây giờ câu đầu tiên này. Gu người yêu của các bạn là gì? Mời bạn Nam trả lời trước. Em thích kiểu người thông minh, biết tôn trọng người khác, ăn mặc lịch sự, biết gì không cần biết, biết điều được. Thế lương tháng thì cần bao nhiêu? Lương tháng thì nắm củ cũng được, em lo tất. Thôi. À, kinh quá nhờ. Ôi, ông tự tin thế luôn á. Vâng. Ôi, anh này chắc đủ 4 tế à. Kinh tế, tinh tế, thực tế và tử tế. Rồi, con em sao đây? Em thì không quan trọng ngoại hình, nhưng mà đặc biệt là phải biết đối xử với phụ nữ này. Và cũng phải trưởng thành, cũng không hở ra là gia trưởng. Mà đặc biệt là còn phải biết chơi game cơ. Audition, O2, Obit. Để về có đôi có cặp chơi game với em chứ. Ê, đôi này là căng quá nhở. Đôi này thấy cần đê rồi. Ok, câu thứ hai luôn này. Thế bây giờ nói luôn về tình trường đi. Lịch sử tình trường của hai bạn như thế nào? Của bạn Nam trước đi. Anh nhìn em như này thì cũng biết là lịch sử tình trường của em phải dày như nào chứ. Trời, dày chưa? Dày chưa? Dày như nào là dày như nào? Cũng một quyển tiểu thuyết đấy. Thật là vãi trưởng các cháu ạ. Ủa em ơi, tiểu thuyết luôn em. Bạn nam này cũng tự tin đấy. Rồi, thế còn bạn nữ thì sao? Em thì ngày nào cũng random trên vũ trụ audition. Cũng chắc cũng x2, x3 bạn này thôi. Vãi cả. X2, x3 của bạn nam, tức là em phải rơi vào tầm 3 cuốn tiểu thuyết như bạn nam. Ôi giời ơi. Hồi toàn. Bạn này thì 205, bạn này 204. Bây giờ giới trẻ yêu đương nó sớm thế nhở. Yêu không những sớm lại còn nhiều luôn ấy. Ôi, người này căng thật. Không biết là hai bạn này có vượt được qua cái thử thách thứ 3 của tôi không nữa. Ok, thôi được rồi. Bây giờ mình sang thử thách thứ 3 luôn em nhở. Thử thách thứ 3 này sẽ là thử thách thể lực liên quan đến sức khỏe bạn nam và có tương tác với bạn nữ. Đấy là em sẽ phải bế bạn nữ lên và hai bạn sẽ chán chạm chán trong vòng 2 phút. Nhá, và em phải đứng yên, không được làm gì. Ok chưa? Bây giờ trước khi mà làm thì sẽ phải bỏ bà lô ra. Trời, cái này mũi. Zimmer à? Gọi anh là Tây To à? Khá là hay ho à? Ok, thôi bỏ ba lô ra, bế bạn ý lên thử anh xem nào. Xem được 2 phút không? Rồi, ok. Bắt đầu. 3, 2, 1, bắt đầu. Chạm với nhau, đứng im nhá. Để xem là ông này Zimmer như nào này. Em có ổn không này? Ok, 3, 2, 1, hết giờ, hạ cánh. Ông này khỏe phết đấy, không thấy cử động, không thấy nhúc nhích gì, đúng là Zimmer khác nhở. Hay đi tập gym không em? Em có. À, bảo sao? Là do em nhẹ thôi. Do em nhẹ, bạn nam thấy bạn nữ thế nào? Cũng ấy anh ạ. Cũng là như nào? Trông nhỏ nhỏ mà, nhạc như trâu ấy. Em ơi, sao lại nói con gái như thế? Toàn sừng. Đấy là một trong những cái từ mà không bao giờ được nói ra khi đi tán gái nhá. Đúng. Thế này mà đòi tình trường dài một quyển, chắc là phết. Em... Đôi này càng thế nhờ. Thôi anh nghĩ là quyết định luôn đi nhá. Bây giờ xin mời hai bạn quay lưng vào nhau. Và sau 3 giây tiếng đếm của anh, nếu như hai bạn đồng ý cho nhau một cơ hội làm bạn, tìm hiểu và làm quen thì quay mặt lại. Còn nếu như không đồng ý nhá, đi thẳng luôn cho anh. Rồi, xin mời hai bạn quay mặt vào nhau nào. À, quay lưng vào nhau nào. 10 giây, bắt đầu. 10 7 2 1 Xin mời câu trả lời từ hai bạn. Ơ kìa. Anh như nào? Thật đấy. Thật căng lắm mà. Tôi thấy là hai bạn mỗi người với tôi cao đây tầm 1m6, 1m7. Mà cái lưng tôi là cao 2m7 thôi à. Kiểu gì? Sao lại quay lại với nhau? Thì đấy, bây giờ vừa lúc đấy là mình có những cái gần gũi với nhau rồi. Thì bạn nam thấy bạn nữ thế nào nào? Thật ra ban đầu em kết bạn nữ rồi, nhưng mà muốn thử lòng bạn em một chút thôi. Thử lòng à? Thế còn em thì sao? Mê trai đầu thai mới hết anh ạ. Đẹp trai này cũng đúng gu em. Cũng đúng gu em. Thế mà sao lúc đầu em cứ ánh mắt kiểu soi mói nhà người ta thế? Em cũng thử thôi, tại em cao 1m5 nhưng cái tôi 5m1. Úi dồi ôi. Đây là... Này, thực sự luôn ấy, đây người ta gọi là cái gì? Đây người ta gọi là mây từng nào gặp gió từng đấy đấy này.
không ai kém ai. 349 ông 53. Nhìn nói chung là cũng hợp lý, anh đã bảo outfit ngay từ đầu là hợp nhau rồi. Đến cái lúc nói chuyện thì tôi thấy hai bạn cái cách nói chuyện quá giống nhau thì tôi lại cứ nghĩ là đẩy dấu. Ai ngờ lại hút nhau à? Thôi thì cũng hợp lý nhỉ. Thế bây giờ nói thật đi, tại vì sao mà lúc nãy lại như thế? Thật ra là ban đầu em ưng bạn nữ rồi, nhưng em cố tình để xem là bạn ấy đối xử như nào thôi. Đúng rồi, trở thành cái tuyên anh ạ. Lúc mà bế bạn ấy thì tim em rung động bùm bà bùm. Đúng. Giờ thì anh sẵn sàng để gia nhập vũ trụ audition cùng em rồi đấy. Giờ anh chơi nhá. Nhà rồi, còn em thì bây giờ em thấy thế nào? Vừa nãy tại sao lại có thái độ như thế? Lúc đầu thì em cũng khá phán xét đấy, chưa ưng lắm đâu. Nhưng mà lúc mà anh ý bế em thì em cũng thấy được sự chân thành của anh ý, kiểu chân run lắm rồi ấy, nhưng mà cũng không dám bỏ em xuống. Tim cũng đập thình thịch, nhờ cũng cảm giác được. Thì cũng ngoài lạnh trong ấm. May gu. Ai dày, ai đây mới là những lời nói chân thành đúng không? Thôi rồi, đôi này quá là đẹp đôi rồi, hợp nhau như thế cơ mà. Ôi, mối tình đầu. Mối tình đầu? Sao bảo là tiểu thuyết của em phải gấp 3 lần bạn ý? Ảo thật đấy. Em lúc đấy là kẻ tám lạng người nửa cân nên em nói ai thôi. À, chứ còn chưa bao giờ yêu ai á? Mối tình đầu của em mà. Thật không? Mối tình đầu ở đây. Tin được không? Tạm tin. Thế em sao bây giờ nói thật đi, có đúng là có cả quyền tiểu thuyết không? Hóa đơn thôi anh ạ. Hóa đơn là cũng nhiều em ạ, là cũng nhiều đấy. Ê, tôi đưa này về nhà tìm hiểu nhau tiếp đi. Nhớ như anh thấy thế này là hợp lý rồi, nói thêm câu nữa lại quẳng nhau ở đây đấy. Chết giờ không được đâu. Bây giờ trước khi đi về là còn điều gì muốn nói nốt đi nào. Anh biết mình phải tham gia gì chưa? Anh nhớ rồi. Nhớ cái gì nào? Outfit, outfit, audition. Quá chuẩn luôn. Ok, rồi. Thế thì ai dạy chơi? Nha, nhớ về tải ngay nhá. Outfit audition, tham gia vào vũ trụ audition. Lên đấy chơi với bạn nữ, giữ đi người yêu xinh như này cũng là mất đấy. Trên đấy cực kỳ nhiều bạn điển trai mà cũng tầm cỡ đấy nha. Không phải đùa đâu. Bạn nữ nha, nhớ là đừng có chơi với anh nào khác ngoài anh này nha. Dạy anh ấy nhảy đi. Có khi anh ấy trở thành cao thủ vũ trụ audition giống em đấy. Thì lại gọi là sánh đôi vừa lứa luôn rồi. Thế bây giờ ghép đôi thành công rồi thì thể hiện tình cảm cái đi nhỉ. Anh trời ơi, đôi này căng đấy nhở. Ôi trời ơi. Ê, chơi ăn gian nhá, chơi không chơi như thế nhá, chơi danh chín nhá, con người ta hụt hẫng nhá. Nào chơi lại đi em nào. Ôi, nhà gái chủ động luôn kìa. Quay. Tôi thấy các bạn phải thấy cơm khó đấy chứ các bạn. Thôi rồi, đi về đi. Bế nhau đi về đi, về luôn đi. Ok. Về rồi, này em ơi, còn cái ba lô này. Đây, bạn nữ không phải bạn nam ấy. Rồi, rồi. Bye bye, see you. Hẹn gặp lại nhá. Đây. Ưng chưa. Em cứ nhìn nhau thôi. Ôi, vừa bế vừa nhìn thế á. Thế đi kiểu gì nhá. Rồi, ok các bạn ơi. Sao các bạn thấy tôi mát tay không? Các bạn đừng quên like, share, subscribe cho Vlog Cubit và Epic Entertainment. Và đừng quên tham gia ngay Vũ trụ Audition và tải ngay Outfit, Outfit, Audition lên đấy nha. Vừa nghe nhạc, vừa chơi game, vừa nhảy. Biết đâu lại tìm được người yêu đấy. Còn nếu như không tìm được á, thì lên gặp Vlog Cubit.